Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, là tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trà đá với chia sẻ với bạn một chủ đề, đó chính là làm chủ full pack, làm chủ cuộc chơi, no more formal. Vậy thì tại sao có chủ đề này nhỉ? Vì tôi đã thấy rất nhiều cái trader cũng như học viên của tôi đã bắt đầu có cái hiện tượng là đuổi theo lệnh, đuổi theo thị trường khi mà thị trường bắt đầu xuất phát rồi. Cũng như là khi mà chưa có lệnh nọ, không nào chịu được cái cảm giác mà không có bất kỳ một cái lệnh nào trong tài khoản, họ không biết chờ đợi, họ không biết kiên nhẫn, họ sợ cái FOMO này. Nếu bạn có thể vào lên Google thì bạn thấy rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này, dịch ra có nghĩa là fear of missing out, tức là sợ bỏ lỡ cơ hội, sợ thị trường di chuyển mà không có mình, sợ thị trường nó đi mất. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, quán triệt cho bạn một số tư tưởng để bạn có thể biết được thị trường luôn luôn sẽ pull back để bạn có thể vào lệnh. Luôn luôn, tôi dùng từ luôn luôn nhé. Ok, để coi bắt đầu như thế nào đây. Đây, bạn nhìn thấy nhé. Nếu mà tôi hỏi bạn là nếu được trade, nếu bạn có thể trade bằng một cách thần thánh nào đó, tôi cho bạn chọn trên thị trường luôn, bạn sẽ chọn những cái mảnh nào để bạn giao dịch? Chắc là nói mảnh này cái gì thôi, mảnh nhỏ hơn đi, ngắn ngắn thôi. Thì tôi, nếu là tôi nha, sở thích của tôi thì tôi sẽ kiếm mảnh này này đấy, rày xuống dưới hết luôn cho nó dài, ăn cho nó dày đấy. Mảnh này được chưa? Đây, mảnh này đấy, những cái mảnh như thế này ăn là bao dày luôn, tiền không là tiền. Để mình nhìn này, đấy, những mảnh như này, kiếm những mảnh nhỏ hơn đi, mạnh hơn đi. Thì câu hỏi đặt ra là những cái mảnh to này bao lâu nó mới có? Nếu mà khoảng thời gian này thì 133 ngày mới có một mảnh như thế, đây 211 ngày mới có một lần như thế, 52 ngày, à không phải đâu, từ đây chứ, 105 ngày, cứ tầm 3 tháng đến 6 tháng có một lần. Và mỗi lần như vậy thì bạn lại sợ rằng thị trường di chuyển không có mình. Vậy thì thực hư nó như thế nào để cùng xem nhé. Tại cái lần này với tôi thì hầu hết các lệnh của tôi đều chờ để một cái lệnh nó hồi xuống sâu sâu một tí. Tầm này thì tôi giao dịch lên tôi rất là yên tâm, nên đối với khung thời gian này thôi nha, đối với chỉ khung thời gian này thì tôi sẽ miss đi cái lệnh này. Sao nhìn tiếp những lệnh thứ nhì, cái lệnh này thì tôi không miss, tôi có lệnh. Vì sao? Vì đây là có một vùng hồi, tôi sẽ vào lệnh đâu lên quanh như này. Đây cũng có một vùng hồi cho tôi để tôi vào lệnh, đây cũng có một vùng hồi khá to để tôi vào lệnh. Đối với lệnh này lại có một vùng hồi khá to để vào lệnh. Nhưng hôm nay là Brexit đúng không nhỉ, 2016 không nhớ đấy. Khi các bạn tưởng chừng như thị trường tiếp tục di chuyển mà không hề hồi lại một lần nào, thì tôi quán triệt với bạn một vấn đề rằng trong 10 lần thì đồng ý sẽ có 1 đến 2 đến 3 lần thị trường di chuyển mà không có bạn. Việc bạn chỉ cần làm rất đơn giản, kệ đó, cứ để nó qua đi. Bạn không có tiền, bạn không có lệnh, bạn bỏ lỡ cơ hội đó, còn hơn là bạn phải rủi ro cho mỗi cơ hội đó một số rủi ro quá lớn. Chẳng hạn như nếu mà bạn vào lệnh ở vùng này mà không có một vùng hồi nào đúng đắn, buộc bạn phải để vùng hồi này, nếu không bạn phải phải để dưới đáy này. Risk and reward của bạn 700 pip mà risk and reward của bạn chỉ vay lại là 21, quá tệ, quá tệ, tôi đánh giá là quá tệ. Trong khi một người anh em gần đó vay như này, có một vùng hồi, có một chỗ để bạn ăn, nếu so với cái lệnh kia 700 pip, ở đây là 800 pip nè, 700 pip lên quanh vùng này thì đã là R3. Nếu mà để thả nổi thì lên quanh tầm ta hơn 800 pip thì đã là R4, R5. Có những lệnh tốt hơn như vậy nữa. Cái ý của tôi khi nhắc đến những cái vùng này này, tức là số lượng lần mà bạn miss lệnh, miss do cái FOMO này,
do cái tâm lý sợ là thị trường di chuyển như thế này. Trên thị trường nếu chia cho 10 thì nó sẽ chiếm 1 đến 2 lần thôi, bạn không cần phải quan tâm đến những lần đó. Những lần bỏ lỡ cơ hội đó không khiến cho tài khoản của bạn sụt đi bất kỳ cái đồng nào hết, nên bạn đừng lo. Nhưng nếu bạn tập trung vào những loại thị trường, thì nếu bạn chỉ tập trung vào cái loại này, bạn kiếm một xu hướng tăng thì bạn có thể bỏ lỡ những xu hướng giảm này, những xu hướng giảm này nếu mà cho bạn được một cái risk and reward rất là tốt nhé. Đừng có khinh thường những cái vùng này nhé, những cái vùng giảm nhỏ như thế này thôi nhưng có thể cho bạn có risk and reward tốt hơn. Chẳng hạn như một cái vùng mà giảm giảm ngắn như này, 200 pip, 188 pip, 134 pip, so với lại một cái vùng 700 pip này. Vùng 700 pip thì chỉ kiếm được là risk reward 1-2, nhưng nếu có vùng nhỏ xíu này bạn nhìn thử thôi. Nếu mà giao dịch ở một cái vùng và cấu trúc ở đây, bạn sẽ phải sell được cái vùng này, bán được rồi. Đấy, một cái vùng mà liên quanh tầm hơn 200 pip này, tầm 188 pip là bạn risk reward đã có thể là 1-3 rồi, 1-3.5 rồi, tốt hơn mà một cái vùng này rất là nhiều. Nên cái ý đầu tiên mà tôi muốn truyền tải đến bạn là bạn đừng nên sợ là mình sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội lớn như này cho thị trường. Tập trung vào những cơ hội nhỏ, những cái nhà đầu tư bán lẻ thì bạn vẫn có thể kiếm được một cái tỷ lệ risk reward tốt. Đó là cái thứ nhất. Cái ý thứ hai mà tôi muốn truyền tải đến các bạn chẳng hạn như đây. Như tôi thấy thì từ đây xuống đây không hề có một vùng hồi nào, giá giảm tới đây luôn. Vậy nếu mà tôi phải vào lệnh chạy có thì tôi sẽ đặt một lệnh sell stop dưới cái vùng cấu trúc thị trường này, key level này. Tôi sẽ đặt một lệnh của tôi dưới một key level này, sau khi giá chạm và giá phải đi thì tôi cho nói chuyện như đúng rồi, thì chạm đến điểm cuối cùng nó đi thì được R4, thấy chưa? Ở đây là 200 pip, 200 pip tôi kiếm được là R4. Trong khi nếu mà tôi cố gắng tôi bỏ qua cái mặc cảm về việc là FOMO, sợ là bỏ mất những cơ hội này, thì tôi cứ việc cho thị trường đi, không có tôi không sao cả, vì phương pháp giao dịch của tôi không phục vụ cho những loại thị trường này. Tôi đồng ý, phương pháp của tôi rất tốt khi chúng ta có những cái vùng hồi, và tại những vùng hồi đó risk reward của tôi sẽ rất cao, thì tôi sẽ chấp nhận một điều là tôi bỏ qua những cơ hội này. Nhưng khi giá di chuyển đến đây, một khi mà tôi thấy có vùng hồi xuống tiếp dưới này, tôi vẽ được vùng kia level từ đây, từ đây đây vẽ được giá hồi về, tôi chỉ cần nắm bắt được một loại candlestick giá đẩy lên này, indecision này, giá lưỡng lự này, giá đẩy xuống này, hai lần gộp lại trở thành một cái nến engulfing, à nhầm, AC3 này, tôi chỉ cần vào lệnh ở đây, tôi dừng lỗ ngay bên dưới này cũng được, thậm chí trên này cũng được, thì rủi ro của tôi thấp hơn và tôi đã kiếm được R2,7 so với lại R4. Nếu bạn nào đánh candlestick có thể dành stop loss đây thì ăn đứt cái lệnh R4 này. Thấy chưa? Bạn không cần phải trade mọi thứ trên này. Bạn trade cái nơi nào mà bạn thấy rằng rủi ro của bạn vẫn như những cái nơi khác, nhưng mà cái reward của bạn phải to, to hơn. Bạn đều rủi ro một đồng vào lệnh này, bạn rủi ro một đồng vào lệnh này, nhưng cái reward mà tối ưu thì bạn có thể sử dụng được, có thể kiếm được là R5, bữa nay chỉ có R4 thôi. Ok chưa? Chẳng hạn như bạn sợ rằng thị trường sẽ di chuyển một lần nữa, tiếp xuống chỗ này, không có bạn, cứ bình tĩnh chờ sau khi giá di chuyển lên, bạn giao dịch một lần. Đây là cái nến vào lệnh này, thì bạn vẫn có thể kiếm được một cái tỷ lệ rất là tốt, tầm R2,8 đến R3. Nên tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là khi mà bạn phải quán triệt với mình, nói với bản thân mình 1.000 lần câu là thị trường luôn luôn hồi lại, thị trường luôn luôn hồi lại, thị trường sẽ luôn luôn hồi lại và nó sẽ luôn luôn hồi lại. Thị trường không di chuyển từ điểm A đến điểm B một cách như thế này, mà nó sẽ di chuyển bằng cách là tăng hồi lại, tăng hồi lại, tăng hồi lại, tăng, và đến một lúc nào đó cái key level này không giữ được nữa, giá hình thành xuống xuống, giảm hồi lại, giảm hồi lại, giảm mạnh hồi lại, và thị trường sẽ luôn luôn như thế.
đừng sợ những lần thị trường di chuyển như thế này, và nếu có thì cứ để cho nó qua đi hoặc xuống khung thời gian thấp hơn để bạn có thể vào lệnh, sau đó đặt lệnh của mình vào trạng thái break even để xem thị trường phát triển như thế nào. Nếu may mắn chẳng hạn như bạn có thể vào lệnh ở đây, và sau khi thị trường di chuyển được một đoạn như này, bạn không biết là thị trường có tăng nữa hay không, bạn đặt cái lệnh của bạn vào lệnh chỗ hòa vốn break even thì bạn có thể yên tâm đi ngủ và xem thị trường tăng như thế nào. Thì đôi khi bạn sẽ kiếm một lệnh rất là hời, nhưng tôi không muốn bạn đặt quá nhiều niềm tin vào những lệnh như này, mặc dù risk nó to, và bạn hãy đặt những cái niềm tin cũng như cái công sức nghiên cứu của bạn vào những cái lệnh xuất hiện thường nhật như này, thì làm cho tài khoản của bạn tăng trưởng đều đều đều. Đừng đặt những cái hy vọng của bạn vào những lệnh như thế này, rất khó để kiếm được những lệnh như thế này, và thị trường cũng không thường xuyên xảy ra như thế này đâu, như tôi vừa chứng minh. Ok, vậy thì để nói ngắn gọn lại chủ đề này, thì tôi muốn nói cho các bạn là hãy làm chủ cái tâm lý FOMO, đừng để nó ảnh hưởng đến bạn. Và khi bạn làm chủ thì bạn sẽ biết được thị trường luôn luôn có hồi lại. Làm chủ bull market thì bạn sẽ làm chủ được cuộc chơi. Ok, video lần này đến hết. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video lần này có ý nghĩa, hãy like và subscribe cho mình nhé.